trận sâu. Tôi nghĩ rằng là thời điểm hiện tại thì có lẽ nhiều người đang không quên được trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam trên sân vận động Bung Karno. Trận đấu diễn ra ngày hôm qua, ngày 21 tháng 3. Và hôm nay thì đồng hành trong tiết trận sâu là phóng viên Thái Ninh. Thái Ninh cũng là một người rất quen thuộc với những ai yêu mến kênh Hậu Trường Bóng Đá trước đây. Trong ekip của Tuyên Trần TV, Thái Ninh luôn luôn thường xuyên di chuyển đến các khu vực hiện trường để theo dõi các buổi tập của các đội tuyển cũng như câu lạc bộ, đặc biệt là thời kỳ trước hay có Hoàng Gia Lai nhỉ. Thế thì ngày nay thì mời Thái Ninh lên đây vì thực ra rất là nóng hổi sau ngày hôm qua. Chúng tôi đã xem bóng đá, xem một trận đấu mà có thể nói đến bây giờ thì mỗi lần tôi nuốt ấy, nó không trôi, nuốt không trôi. Bởi vì không chấp nhận được một đội tuyển mà chỉ cách đây một năm chúng ta là ở vị thế trong top 100 này, số 1 Đông Nam Á này, rồi là rất nhiều những cái thành tích huy hoàng khác, thậm chí là cái con người của chúng ta vẫn còn đấy. Thì ngay sau khi mà trận đấu ngày hôm qua kết thúc thì Thái Ninh anh cũng đã lên livestream và nói về quan điểm của mình. Mong muốn là huấn luyện viên Philippe Tuzier từ chức. Mong muốn Liên đoàn bóng đá Việt Nam sa thải ông Philippe Tuzier và diễn giải về việc đó. Trước khi anh nói về cái tiếp tục nói về quan điểm của anh thì bây giờ quan điểm của Thái Ninh như thế nào? Theo em, đâu là lúc mà huấn luyện viên Philippe Tuzier nên từ chức? Đây có phải lúc không? Thực ra thì nó câu chuyện này thì nó cũng diễn ra, thực ra bối cảnh này thì đúng là nó diễn ra trong thực sự rất là khó khăn với từ nguyên nhân khách quan chủ quan. Nói chung thì lẽ ra nếu mà như trên bóng đá thế giới hiện tại, nếu mà những trường hợp như vào rơi vào huấn luyện viên Tuzier thì nếu mà 10 người thì sẽ 7, 8 người hoặc là 9 người người ta sẽ chọn cách từ chức, chỉ có số ít là vẫn tiếp tục bám trụ thôi. Và huấn luyện viên Tuzier dường như là đang đi theo cái số ít như vậy. Thời điểm này thì em bước rằng là, mà kể cả nói thật là em nghĩ rằng là nếu mà để huấn luyện viên Tuzier mà chọn thời điểm ra đi thì có lẽ là nó kiểu nó phù hợp cho mọi bên ấy, nó tốt cho mọi bên thì nó sẽ sau cái vòng chung kết Asian Cup ấy thì nó sẽ có thể nó sẽ giúp cho bóng đá Việt Nam tìm được cái người thay thế hoàn toàn và chúng ta sẽ không bị lỡ cái nhịp của cái giải đấu vòng loại thứ ba này. À xin lỗi các bạn, vòng loại thứ hai này. Chứ còn bây giờ nếu mà như anh nói bây giờ trong trường hợp nhé mà VFF bây giờ cũng sa thải với Tuzier ngay thời điểm này ấy thì cái người mà lên thay ấy nó cũng rơi vào tình cảnh khá khó khăn, tức là khi mà lên thay giờ đang đối mặt với sức ép rất lớn rồi, lên thay trong bối cảnh mà tâm lý bây giờ huấn luyện viên Tuzier mà chia tay thì chắc chắn là tâm lý cao thủ nhiều thứ nó sẽ rối ren và khi người mới lên thay ấy, người ta sẽ phải giải quyết điều đó trong khoảng tầm từ 2-3 cho đến 4 ngày thôi, bởi vì ngày 26 là đá rồi. Vậy thì bài toán để làm sao một huấn luyện viên nào, vậy chúng ta cũng phải tìm cái là một người nào thích hợp để thường ngồi vào vị trí ghế nóng của huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại. Ai nếu mà là huấn luyện viên đẳng cấp ấy thì thời điểm này là thời điểm không khó tìm, vì chúng ta còn phải mất thời gian nữa đàm phán các thứ, rồi nó cũng phải, em nghĩ nó cũng phải tầm nửa tháng một tháng. Còn trong khi cái trận đấu trước mắt, cái trận đấu mà ảnh hưởng đến vận mệnh của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba cũng như là cái niềm tin của người hâm mộ với bóng đá Việt Nam trong khoảng tầm 2-3 hay 4 năm tới ấy, thì nó sẽ nằm ở trận đấu với Indonesia trên sân Mỹ Đình vào ngày 26/3. Mặc dù ngày hôm qua chúng ta cũng phải thừa nhận là câu chuyện đây không chỉ 80% nữa mà có lẽ là 90-95% các cổ viên bây giờ cũng đã hơi chán huấn luyện viên Tuzier rồi. Nhưng mà sao lại hơi chán? Nó phải là quá chán chứ. Đúng các bạn, gọi là quá chán huấn luyện viên rồi. Mà sợ nhất là gì? Sợ nhất là khi mà người ta còn quan tâm, là người ta còn ghét, còn mắng, còn chửi, chứ đến lúc thời điểm nào đó mà người ta không quan tâm nữa ấy thì người ta chẳng ngó ngàng gì cả. Đội muốn đá nào đá, muốn chơi nào chơi, tôi chẳng quan tâm, tôi cũng chả xem, tôi kệ, cứ chơi, cứ coi qua như là cơn gió vậy. Cái đấy, điều đấy mới đáng sợ. Và em nghĩ là thời điểm này thì cũng có thể, thực ra thì nếu như mà chỉ diễn qua thì cái việc huấn luyện viên Tuzier rời từ Việt Nam thời điểm này thì nó cũng hợp lý thôi, nhưng mà nó rơi vào cái bối cảnh nó lại rất là khó, nó sẽ khiến cho mọi thứ đội tuyển Việt Nam nó khá rối. Và em khá đáng tiếc là giá như mà đây là trận đấu cuối cùng trong lượt đấu của chúng ta còn mấy ngày nữa thôi, nó nên là thời điểm này là hợp lý, nhưng mà nó lại có vẻ như nó hơi muộn so với cái tương lai vận mệnh của bóng đá Việt Nam. Tức là ý của em là một là sớm hẳn theo kiểu là sau Asian Cup đúng không, hai là muộn hẳn là sau trận đấu tận sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Thì ngày hôm qua thì anh cũng có chia sẻ với quan điểm với khán giả như thế này.
Tức là đây là quan điểm cá nhân của anh. Bởi vì nếu như chúng ta tiếp tục để huấn luyện viên Philippe Dujey làm nhá, và thua, bởi vì anh nghĩ là phần trăm khả năng thua cao lắm. Bởi vì thực ra là chúng ta phải nhìn rất rõ là cái, ở đây chúng ta phân tích một chút về trận đấu. Cái vấn đề lớn nhất của ông Philippe Dujey là cái đọc trận đấu là rất kém. Cái nhãn quan chiến thuật của ông Dujey và cái gọi là giống như một vị tướng ra trận ấy. Có thể ông này là một người đào tạo đội ngũ ở nhà, gọi là rèn binh mài kiếm, tập luyện rất là ok. Nhưng mà để ra trận cần phải một người thực sự tinh quái. Và ông Dujey thì ông không có cái điều đó ở thời điểm hiện tại. Có thể trước đây thì ông lúc trẻ trung, ông còn minh mẫn, ông còn nhanh nhẹn, còn sáng suốt, thì ông ấy giúp cho đội bóng Nhật Bản đấy, hay là một số những đội bóng mà ông ấy được cho là thành công thì là minh mẫn sáng suốt. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì mình cảm thấy là ông thầy người Pháp này đang có vấn đề rồi, đang bị chậm chạp. Vì sao mình nói như thế? Đầu tiên chúng ta phải nói về cái đội hình ông ấy đăng ký thi đấu. Ông ấy bỏ đi Thành Trung, bỏ đi Thanh Bình, là hai trong số 6 trung vệ của chúng ta đăng ký mang sang Indonesia. Mà chúng ta phải biết được là chúng ta có chơi theo sơ đồ 3 trung vệ. Tức là đồng nghĩa việc khi bỏ 2 ra người nha như thế thì chúng ta chỉ còn 4 người, đúng không? Mà 4 người ở vị trí trung vệ thì chúng ta chơi 3 người thôi, chỉ còn một người dự bị là hôm qua là Lê Ngọc Bảo. Và vấn đề của chúng ta hôm qua gặp phải là gì? Là vị trí của Phan Tuấn Tài. Dù Tuấn Tài, mình phải nói thật với bạn các bạn là và Thái Ninh là bạn này thì anh đánh giá rất là tốt về tư duy chơi bóng, về khả năng truyền bóng, rất nhiều những điểm tích cực. Tuy nhiên ở một trận đấu như trận đấu gặp Indonesia thì có lẽ là Phan Tuấn Tài chưa đủ khả năng, chưa đủ kinh nghiệm để gồng gánh trận đấu đấy. Hoặc là một phần, em nghĩ là một phần nhiều khi Tuấn Tài cũng đang là nạn nhân trong cách dùng người, có phần thưởng phiêu lưu quá. Cái phần nạn nhân mình chưa nói đến, mình đang nói về cái đọc trận đấu của ông Dujey trước. Cái còn con người đấy mình chưa nói đến. Thì ấy, đầu tiên là cái danh sách 2-3 cầu thủ khi không có Thành Trung mình đã rất lo rồi. Bởi vì Thành Trung là một người rất tinh quái. Thanh Bình thì có thể đã mắc sai lầm trong trận đấu gặp mà Indo, có lý do ông ấy không sử dụng là chuyện dễ hiểu. Nhưng mà Thành Trung là một cầu thủ ông đã gọi lên thì mình rất kỳ vọng là sẽ chám vào chỗ của Duy Mạnh để cho Bùi Tiến Dũng sang chỗ của Tuấn Tài. Đấy là cái chia sẻ quan điểm của anh từ các diễn đàn trước khi trận đấu diễn ra. Và khi mà đã tung ra một cái đội hình như thế, chúng ta thấy được là có Nhâm Mạnh Dũng đá cắm. Nhâm Mạnh Dũng mình nghĩ là đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong hiệp 1, tức là đã phá được lối chơi của Indonesia, khiến cho họ không cầm được nhiều bóng, rồi là không khiến cho họ gặp về vấn đề. Nhưng mà cái đang muốn nói đến là tại sao ông này ông ấy không phải bị sa thải, phải nghỉ. Bởi vì là tung người vào đã có vấn đề. Và đọc trận đấu là gì? Khi mà rút Nhâm Mạnh Dũng ra thì đẩy Tiến Linh vào, thì đáng lẽ ra Tiến Linh ở bên trong cần phải có thêm một cái người nữa để chia lửa. Vì lúc ấy chúng ta đang bị thua, chúng ta đang bị thua 0-1. Nếu như lúc đó chúng ta đang có một tỷ số không đều thì mình rất dễ hiểu khi lúc đó Văn Thanh là người vào sân. Văn Thanh là một cầu thủ là xuất thân từ hậu vệ. Ở đây không phải là lần đầu tiên Văn Thanh đá tiền đạo. Văn Thanh đã chơi tấn công ở Công an Hà Nội rồi. Nhưng mà nếu như trong trường hợp hàng dự bị của chúng ta không có cầu thủ tiền đạo thì Văn Thanh vào sân thì mình còn dễ hiểu. Nhưng mà trong tay áo của huấn luyện viên Philippe Dujey lúc đấy còn có Văn Toàn, còn có Quang Hải. Tại sao ông lại tung Văn Thanh vào vẫn không giải thích được, đúng không? Và mãi về sau thì Văn Toàn mới vào sân, thậm chí là Quang Hải không được đá một phút nào cả. Một cầu thủ như Văn Toàn đang có phong độ xuất sắc đưa Nam Định lên đứng đầu V-League. Một cầu thủ như Quang Hải, vua phá lưới của giải vô địch quốc gia ở thời điểm hiện tại, không được vào sân. Đó là cách đọc trận đấu rất là kém. Và cái thế trận của chúng ta khi chúng ta bị dẫn bàn và thua, không có một đường bóng nào sắc nét để dẫn đến bàn thắng. Toàn là những pha treo bóng vào bên trong. Và người ta đọc vị được Bùi Hoàng Việt Anh. Thành ra là Bùi Hoàng Việt Anh không thể làm gì được trong vòng cấm địa. Trong khi đó trung vệ của người ta cũng nhập tịch rất nhiều cầu thủ cao to. Và đấy thì chính vì thế anh đang cố gắng cho nói cho Thái Ninh hiểu và các bạn khán giả hiểu được là quan điểm của anh là bởi vì cái đọc trận đấu của ông rất kém, nên là nếu như ở trận đấu lượt về tiếp tục để huấn luyện viên Philippe Dujey làm ấy thì e rằng ông sẽ lại tung vào những cầu thủ như thế. Có thể là xáo trộn một chút nào đó thôi, nhưng mà vấn đề là cái tư duy và cái nhận định của ông ấy bị kém. Thành ra ông ấy, mà vấn đề một chút nữa là
không ai biết chừng sau ngày hôm nay đi về, ngày hôm nay là ngày đội tuyển Việt Nam sẽ về nước, không biết chừng rồi Thành Trung, rồi Quang Hải sẽ lên nói với huấn luyện viên Philippe Thuzier là thôi em bị ốm, em xin phép nhường cái suất cho các bạn trẻ khác có sức khỏe hơn, giống như trường hợp của Duy Mạnh, đúng không? Thì đấy là cái quan điểm của cá nhân để mình nói về làm sao là thực ra ấy, về mặt lý thuyết ấy, thì chẳng ai người ta nghỉ vào lúc này cả. Bởi vì thực ra để mà chọn một huấn luyện viên mới thì nó rất nhiều thời gian. Nhưng mà ý của anh muốn nói đây là ít nhất là ông này cứ nghỉ đã, để cho một người khác người ta lên tạm quyền cũng được. Nhưng anh tin rằng người khác lên người ta tạm quyền và người ta nếu có để thua ấy thì mình đỡ cay, mình đỡ bực. Chứ anh nói thật với em nhé, nếu như mà ông Tuzier ông làm trận Mỹ Đình tới ấy, họa may mà có thắng thì đương nhiên là mình sẽ đỡ. Nhưng mà anh nói thật với em, chỉ cần hòa thôi, hòa đồng nghĩa việc chúng ta là bị loại, đúng không? Gần như bị loại. Gần là có cơ hội không có quyền tự quyết, chúng ta không có không quyền tự quyết. Và nói thẳng ra là cơ hội đi tiếp là rất ít rồi. Vì sau trận đấu gặp Indo chúng ta còn đúng một trận đấu có thể có 3 điểm là trận đấu gặp Philippines. Còn Iraq thì đá trên sân người ta thì liệu có thở được không? Hòa cũng thua, hòa Iraq chúng ta cũng đi mà. Bây giờ chúng ta thua Indo bao nhiêu? 1 điểm, đúng không? Indonesia hơn chúng ta 1 điểm. Mà Indonesia ví dụ mà hòa được chúng ta ở sân Mỹ Đình là vẫn duy trì được mạch 1 điểm, sau đó thắng thằng Philippines thì liệu chúng ta có ăn được Iraq hay không? Đấy thì cái cơ hội của chúng ta đi tiếp là rất thấp. Chính vì thế chúng ta phải thừa nhận với nhau một điều là huấn luyện viên Philippe Thuzier là huấn luyện viên rất kém trong vấn đề đọc trận đấu, nhận định đối thủ. Và có một cái nữa là ông rất bảo thủ. Thành ra là anh không tìm thấy một lý do nào ấy khiến cho anh có một niềm tin ở trận lượt về đội tuyển Việt Nam của chúng ta có cơ hội. Bây giờ mổ xẻ trận đấu này, trận đấu vừa qua, em nghĩ rằng đâu là điểm tích cực đi của đội tuyển Việt Nam? Anh đố em tìm được điểm tích cực đấy. Anh nghĩ điểm tích cực, nếu mà là tìm một cái điểm tích cực ở đây thì có lẽ là Phi Nguyễn vẫn chưa ổn, vẫn ok nhưng vẫn phải vào lưới nhận bóng, vẫn phải vào lưới nhận bóng. Mặc nói chung là tình huống đấy thì nó cũng ối rồi ôi rồi, tình huống đấy thì cũng không ấy được. Nhưng mà nói chung có lẽ là cái việc Phi Nguyễn là một trong những cái mà huấn luyện viên có thể làm tốt nhất thời điểm tại, tức là đã tạo điều kiện cho anh lên và phần nào nó cũng Phi Nguyễn ít nhất thì cũng không giống như Minh Trọng hay là Tuấn Tài khiến ta phải lăn tăn suy nghĩ gì cả. Đấy thì có lẽ là điểm hiếm hoi. Và hôm qua thì các bạn khán giả còn có bảo là chúng ta một đề tích cực còn lại là hát quốc ca to rõ ràng rành mạch nhưng mà thực ra thì bên Indonesia họ hát cũng to mà thậm chí các cầu thủ nhập tịch của họ hát cũng to cơ, chứ không phải là mỗi cầu thủ bản địa. Nhưng mà nói chung thì để mà em xin nói lại thêm một cái về ngoài Tuzier còn anh còn bảo bảo thủ về nhiều cái lạc hậu, thì em nghĩ là cái sự chuẩn bị cho trận đấu này của Tuzier cho thấy là ông ấy còn, tức là ông còn dễ dàng, tức là ông ấy dễ để lộ sơ hở quá. Bằng chứng em nghĩ là cái buổi tập mà trước khi tung ra sân đội chính thức của tập trước ngày đấu ấy, ông ấy có bố trí những cầu thủ mà đội chính sẽ mặc cái áo bít đó. Thực ra thì việc này thì em thân nghĩ là một điều tối kỵ, mà nếu như các phóng viên Việt Nam như em hay là kể cả các bạn mà đều đoán được cái đội hình đấy rồi mà thì chắc chắn là phóng viên Indo họ cũng sẽ như vậy thôi. Và như thế thì thật là chưa gì chúng ta đã bị đối thủ biết ngay đội hình, cái kiểu mà biết ngay đội hình trước khi vào sân ấy nó đã là một cái rất dở rồi. Tức là đây huấn luyện viên không có một cái sự gì đó để có thể bảo mật được tối ưu. Như nói này thì hơi so sánh nhưng mà đúng là em vẫn phải nói thật, phấn ban sơ là ông ấy luôn có cái sự, ví dụ là cầu thủ là cháo áo này, đổi áo này, hoặc là đổi số áo hoặc là có thể những nhóm cầu thủ này mặc áo bít màu xanh là tưởng đá chừng đá chính, nhưng xong mấy ông này dự bị, hoặc là một nửa trong số những ông này dự bị, một nửa đá chính, tức là nó rất là sự luân phiên chứ không phải như Chu Dê là nó khá dễ đoán như thế. Đấy, trong chương trình live stream trước một trận đấu thì em có một bạn với bạn thì là Hải Nam nữa, thì bạn ấy cũng đã vạch ra đội hình rồi, thế bảo mà đúng 100% bảo đến như Hải Nam giờ. Bạn ấy không phải một người trong chuyên môn, bạn mới vào làm nghề, bạn còn đọc đội hình sớm trước 1-2 ngày, thế thì hỏi làm sao những người làm chuyên môn như Indonesia và ngay cả ban luyện Indonesia chẳng lẽ họ không thể biết được rằng là đội hình mình như làm sao? Bởi vì 15 phút tác nghiệp đó thì cũng có phóng viên Indonesia chứ, họ lên trên họ nhìn thấy, họ những ảnh họ cũng đoán được rồi. Như vậy là chúng ta đã mất đi lợi thế ngay từ đầu, mất đi ngay từ lần đầu, tức là chúng ta không có được cái tính bất ngờ. Và như thế thì nó sẽ làm cái khá là thua thiệt. Và em nghĩ là nếu là chú dê, nếu mà còn cải thiện nhé, còn phải nhiều cái, ngay cả những vấn đề đơn giản như cái sự chuẩn bị đội hình này cũng không nên để đối thương bắt thóp ngay từ đầu như thế, thực sự nó rất là dở đấy. Thực sự là
Rồi, ok, em đã nói về một cái điểm gọi là tích cực là Philip Nguyễn, cùng với đó là một số những cái điểm gọi là vấn đề của sự chuẩn bị trận đấu. Thế bây giờ chúng ta gạch ra những đầu dòng về về mặt không được của trận đấu này đi. Bây giờ chúng ta gạch đầu dòng, các gạch đầu dòng, mời em. Anh xin phép được đi trước. Gạch đầu dòng đầu tiên, anh nghĩ là việc không cho Thành Trung vào danh sách đăng ký thi đấu. Đấy là cái đầu tiên trước khi mà vào trận đấu. Anh nghĩ là cái thứ hai chính là cái em nói để lộ đội hình. Còn gì nữa? Ba lần. Em nghĩ là việc là ông cái việc về chọn nhân sự trên hàng trên con người, đặc biệt trên hàng công, như kể cả khi mà em hôm qua em trước cả trận đấu khi mà có đội hình này ấy, là em đã giật mình rồi, em đang nghĩ về quả không may rồi, bởi vì chúng ta về cơ bản thì ở ba tuyến thì thủ môn, hậu vệ hay tiền vệ thì ok, vẫn cơ bản thì chưa vẫn có những cái mình có thể tin tưởng, nhưng mà riêng hàng công thì với hai tiền đạo như Đình Bắc và như Mạnh Dũng thì em sự bất ngờ và sốc, bởi vì thực sự không nghĩ là huấn luyện viên Chu Dê lại vẫn là người thích thử nghiệm đến giây phút này. Em phải nói sao thử nghiệm, bởi vì rõ ràng trường hợp của Đình Bắc, một cầu thủ mà mới chỉ sau Tết mới được đá 45 phút thôi, trước đó thì anh ấy không đá, chúng ta cũng biết lý do gì rồi, không cần phải nói nữa. Thì đây về mặt cảm giác không độ, không ổn. Nhưng Mạnh Dũng thì mới ghi bàn gần đây thôi, trận đấu đó hay thôi, nhưng mà nói chung thì nhưng Mạnh Dũng là kiểu mẫu cầu thủ em đánh giá là lâu lâu anh ta mới ghi bàn một lần thôi, không phải là cầu thủ mà khiến cho chúng ta có thể yên tâm về khả năng ghi bàn. Mà thậm chí nhá, Đình Bắc và Mạnh Dũng hai chủ công trên hàng công của tuyển Việt Nam kỳ vọng sẽ phá lưới Indonesia ngày hôm qua, thì họ vốn dĩ ở câu lạc bộ họ không còn không phải là những cầu thủ đá chính thường xuyên cơ, họ còn không phải những sự chọn hàng đầu cơ đấy, mà huấn luyện viên Chu Dê mà nhấn Mạnh Dũng thì mới gọi lên thôi mà đã cho đá luôn, tức là phải rất sức. Chúng ta hiểu là huấn luyện viên Chu Dê có sự tin tưởng nào đó với cầu thủ này, tức là nhìn phát có thể ông đi xem trận đấu hôm trước gặp mà Công an Hà Nội, ông thấy huấn luyện viên đá hay quá, ông nghĩ luôn trong đầu là cầu thủ này hợp trên Indonesia được và cho vào luôn. Nhưng ông ấy đã bỏ quên, dường như ông đã bỏ quên rất nhiều những cầu thủ cũ khác, những cầu thủ mà họ thể hiện phong độ ổn định hàng tuần, hàng trận đấu chứ không phải chỉ một trận đấu. Mà như ví dụ như Văn Toàn, những cầu thủ em để ý là mùa này ông ấy hình như là từ trước nay những trận đấu của đội Nam Định, huấn luyện Chu Dê rất ít khi đi xem. Mà đáng tiếc là trận đấu mà Nam Định đá sân nhà ở mùa này em đều có mặt thì không thấy huấn luyện viên Chu Dê đâu cả. Tức là những trận đấu như thế thì ông lại không thể nhìn đến mà nhìn thấy Văn Toàn là một cầu thủ không chỉ có một hai trận đấu mà tuần nào anh đã ổn định, kể cả trận anh không bị bàn anh vẫn chơi hay. Hay là Quang Hải, em nhớ Quang Hải thậm chí huấn luyện viên Chu Dê đã tận xuống tận nơi đứng chờ Quang Hải để chúc mừng Quang Hải sau siêu phẩm, sau bàn thắng mà anh ghi được trong chiến thắng của Công an Hà Nội hôm đó. Nhưng mà vì sao mà cái cách dùng người như vậy là khi mà một huấn luyện viên không dùng cầu thủ trong trận đấu ấy, đồng nghĩa việc chúng ta hiểu là huấn luyện viên coi anh ta không phù hợp. Đúng là gì nữa, không dùng là không phù hợp, chúng ta hiểu đơn giản thôi, chứ bây giờ phù hợp thì dùng đi. Chứ bây giờ tại sao Quang Hải như vậy, nếu đặt vị trí Quang Hải như vậy, có thể nói luôn là huấn luyện viên Chu Dê có thể đang nghĩ rằng là Quang Hải không phù hợp cho một trận đấu gặp Indonesia, một đối thủ mà trước đây Quang Hải gặp đã ghi bàn rất nhiều, kiến tạo rất nhiều và khiến cho đối thủ này rất e sợ. Nhưng ở trận đấu này, bằng một lý do gì đó, bằng sự chuẩn bị ở đó, huấn luyện viên Chu Dê nghĩ rằng Quang Hải không phải là cầu thủ thích hợp cho một trận cầu như này, và Văn Toàn cũng chỉ phù hợp để có thể vào sân trong khoảng tầm hơn 10 phút cuối khi mọi sự gần như đã rồi. Vậy ở đây cái sự chuẩn bị về lực lượng, về cái sự toàn tịnh đây, em nghĩ là nó có một chút gì đó. Tất nhiên mình không phải người trong chuyên môn, nhưng rõ ràng em nhớ huấn luyện viên Chu Dê đã từng nói là ông ấy dựa chọn cầu thủ. Tôi không dựa chọn cầu thủ dựa trên danh tiếng. Ok, nhưng mà ông ấy nhấn mạnh là tôi chọn cầu thủ trên phong độ, dựa trên phong độ như gì cậu ta thể hiện. Vậy thì tại sao Quang Hải, Văn Toàn và thậm chí Tiến Linh lại không được sử dụng ngay gì đâu, những cầu thủ mà phong độ rất tốt thì đó, thì câu nói đó khiến em đang nghĩ là huấn luyện viên Chu Dê đang làm lệch đi chính những cái sự chọn mình đó. Và ngoài ra thì như anh nói, em nghĩ là cái cách xoay sở trận đấu ứng biến thì có vẻ huấn luyện viên Chu Dê đang theo bài quá, vào sân những phút 60 70 80 em cảm giác như đang chơi game vậy, cứ nhỉ lập trình ấy, nó như kiểu một sự lập trình ấy. Lẽ ra ngay đội hiệp hai là huấn luyện viên Chu Dê nếu mà có thể một huấn luyện viên nào đó nhanh nhạy hơn thì họ có thể sẽ thực hiện sự thay đổi luôn rồi. Họ đã thấy là ở trong hiệp một hàng tấn công với sự kết hợp của Đình Bắc Nghiêm Dũng là không chơi hiệu quả, và những phút cuối hiệp một Indonesia bắt đầu, thực ra Indonesia không phải hiệp hai nhưng mà như khoảng tầm 10 phút cuối hiệp một ấy là Indonesia họ bắt đầu lấy lại thế trận rồi, họ bắt đầu nhồng lên rồi, họ bắt đầu và còn có lẽ Chu Dê cần phải nhận ra được vấn đề rồi. Vấn đề ngay thời điểm đó chúng ta
cần phải thiếu đâu, bổ sung đâu, và nhận ngay ở vị trí hàng tiền vệ cánh trái chúng ta, nơi mà Minh Trọng và Tuấn Tài không có được sự liên kết tốt và không tạo được những tình huống lên bóng hữu hiệu. Như thậm chí là em đánh giá là Minh Trọng so Xuân Mạnh, Minh Trọng về khả năng tấn công của Xuân Mạnh, nhưng ở trận đấu này Xuân Mạnh những tình huống đóng góp tấn công của Xuân Mạnh còn hơn cơ, mặc dù Xuân Mạnh vốn là một cầu thủ thiên về phòng ngự hơn, nhưng mà dẫu sao thì những cái đường lên bóng bên cánh phải của Việt Nam vẫn tiềm ẩn nhiều cái gì đó nó nguy hiểm hơn một chút so với cánh trái, nơi mà Minh Trọng hay Tuấn Tài những cầu thủ mà chơi chân tốt và những cầu thủ được đánh giá có tấn công tốt nhưng lại không tạo được cái sự liên kết cần thiết. Và cái nữa là về quyết định rút người, như anh nói trước đó thì nó thực ra nó cũng liên quan đến phần chiến thuật nữa, nhưng mà đấy một em cũng gạch, nếu mà mình gạch cách ý nhỏ là thay người, và cái thay người vào cũng đã phải lăn tăn rồi. Thay người là sự chọn của Lê Phạm Thạnh Long thay cho Hùng Dũng. Thực ra thì đây là hai cầu thủ của mẫu chơi, em nghĩ là cách chơi không khác nhau mấy. Thực ra thì nếu như Hùng Dũng đã không thể quán đán được tuyến giữa và không thể là một người tạo đột biến thì Thạnh Long cũng khó mà có thể đáp ứng điều đó. Cái chúng ta cần là một mẫu cầu thủ vào là chúng ta có thể hoạt động độc lập tốt này, một cầu thủ có thể tạo ra những cây quất, hoặc là một cầu thủ có thể tạo ra những tình huống đột biến, là điều đấy chính chỉ có Quang Hải thời điểm đó thôi. Chứ còn Thành Long vẫn là người chơi an toàn, Thành Long vào chơi vẫn như Hùng Dũng chia bài, vẫn chia bài, nhưng mà nếu mà thực ra thì nó cũng không khác gì cả. Thậm chí là kể cả Thành Long có đá hơn Hùng Dũng thì nó cũng không phải vị trí khiến chúng ta có thể làm được nhiều điều trước Indonesia, mà chúng ta cần một cầu thủ đột biến hỗ trợ cho Hoàng Đức. Hoàng Đức trận này em nghĩ đá vẫn ổn, nhưng rõ ràng thì thiếu vệ tinh. Và lúc này chúng ta cần Quang Hải thì thời điểm này thì cái mẫu cầu thủ mà đa năng thiếu ở các vị trí, và một cầu thủ có lẽ là thời điểm đó có thể là sút xa tốt nhất này, chuyền tốt nhất, và là cũng là những cái tình huống gọi là dị biến tốt nhất rồi, thì rất tiếc vì chứ lại không thay vào. Ông ấy dùng Văn Toàn trong khoảng hơn 10 phút cuối, mà em nghĩ rằng là cái khoảng thời gian này ấy nó rất khó bắt nhịp với các cầu thủ thật sự luôn. Và trong bối cảnh mà lúc ấy muốn thế trận em cũng nghĩ là nó đã rồi. Indonesia thì họ nói thật là những lúc đấy thì họ còn tâm trí nào nữa mà họ nghĩ cái bàn thắng họ đã dồn hết về quân sân nhà rồi. Lúc đấy mọi thứ đã, chúng ta không còn bất ngờ nữa rồi. Chúng ta tung Văn Toàn vào để hy vọng vào một sự đột biến thôi, nhưng lúc đấy thì chúng ta thấy Văn Toàn vào thì trong một cái thế trận như thế thì cũng không thể làm được cái gì cả. Lẽ ra nếu Văn Toàn, em nghĩ là như trường hợp Văn Toàn nếu có thể vào đầu hiệp 2 ấy, chúng ta tạo lên những cái miếng đánh phủ đồng như những phút đầu hiệp 1 ấy, thì có thể chúng ta sẽ có cái đột biến hơn. Còn trong bối cảnh đấy mọi chuyện như thế thì rất là khó. Còn ngay cả việc rút cầu thủ ra, thay người vào cũng có vấn đề, mà rút cầu thủ ra em nghĩ là cũng có những cái trăn trở. Đấy là vị trí của Đình Bắc, tức là khi mà em nghĩ là khi mà rút Tung Tiến Linh vào sân ấy thì ông nên rút Nhâm Mạnh Dũng ra. Thực ra bởi vì Đình Bắc dù sao vẫn là một cầu thủ khuấy đảo tốt hơn, Nhâm Mạnh Dũng em cảm giác như một cầu thủ giống một người mắc võng ở trong phòng cấm nhiều hơn, chứ không phải hoạt động rộng như Đình Bắc. Đình Bắc vẫn có thể di chuyển ra biên được, vẫn có thể hỗ trợ phòng ngự được, nhưng mà khi rút Đình Bắc ra và thay Văn Thanh vào ấy thì em thấy ở đây là mà vẫn giữ Nhâm Mạnh Dũng, tức là chúng ta có hai tiền đạo cắm nhưng lại không có những cái chân chạy, không có những chân truyền tốt ấy, thì có 3 tiền đạo cắm hay 4 tiền đạo cắm thì mọi thứ nó cũng không giải quyết điều gì đấy. Thì em nghĩ đó là những cái mà em nghĩ rằng là em nhận thấy được ở trong trận đấu này. Rồi đó là trong trận đấu. Sau trận đấu nữa cũng là một vấn đề. Chia sẻ với các bạn là khi mà tôi ngay sau trận đấu thì tôi có lắng nghe những cái phát biểu của huấn luyện viên Philippe Thuzier, và thực sự lúc đấy là cái sự bực tức nó lên đến đỉnh điểm. Vì nếu như một người bình thường thôi, chúng ta thấy chúng ta làm không tốt, ít nhất chúng ta phải biết chúng ta không tốt để chúng ta gọi là cúi đầu nhận lỗi, đúng không? Và cố gắng để mà sửa chữa. Nhưng mà tôi nói thật là sau rất nhiều các trận đấu tôi đã tham dự các buổi họp báo, tôi chưa bao giờ tôi thấy huấn luyện viên Philippe Thuzier nói trực diện về những lỗi của mình và xin lỗi người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ông ấy phải hiểu rằng đây là ông ấy huấn luyện cho đội tuyển quốc gia, chứ không phải ông ấy huấn luyện cho đội bóng của riêng ai cả. Cho nên là khi mà một trận thua, đương nhiên là với một trận thua trước một đối thủ mạnh thì chúng ta hoàn toàn có thể chấp nhận được nhá. Nhưng với một đối thủ như Indonesia thì không thể chấp nhận được, không thể nuốt nổi được. Và thậm chí là ở đây là nói là giá như mà Indonesia họ chơi theo kiểu thêu hoa diệt gấm, họ chơi kiểu tức là mình tâm phục khẩu phục ấy. Đây là một từ pha một pha ném biên, và thực ra thế trận của Indonesia cũng không hay hơn chúng ta, nhưng mà họ từ một cái bàn thắng rất là cầu bất cầu bơ như thế. Mà huấn luyện viên Philippe Thuzier trong buổi họp báo, thực ra tôi rất ức chế trong buổi họp báo, là huấn luyện viên Philippe Thuzier rất nhiều buổi họp báo luôn luôn nói rằng nhá, rất nhiều trận thua nhưng luôn luôn có những cái gần như mẫu câu ấy, đội bóng của chúng ta vẫn có những điểm tích cực,
đây là một chút gọi là cái gì, tôi vẫn nhìn thấy những cái điểm tích cực sau trận đấu này. Tôi sẽ tìm mọi cách, tinh thần thi đấu chứ. Tôi thật sự với các bạn là như hôm qua tôi nói, chúng ta ấy, đá với cả Lào, Brunei hay Campuchia thì nói thật chúng ta thắng có 20-0 thì tinh thần thi đấu của các cầu thủ Campuchia hay Brunei ấy cũng không bao giờ người ta bỏ cuộc. Thế cho nên là đừng bao giờ khen tinh thần thi đấu của một cầu thủ chuyên nghiệp, là tôi rất gọi là biết ơn các cầu thủ vì tinh thần thi đấu này. Cầu thủ nào cũng thế thôi, không phải cầu thủ Việt Nam, mà cầu thủ của đội bóng nào mà thi đấu chuyên nghiệp ấy là phải đá hết 90 phút, thậm chí các những phút bù giờ, và không bỏ cuộc là một cái điều luôn luôn hiện hữu trong suy nghĩ của các cầu thủ chuyên nghiệp. Cho nên đừng bao giờ lấy cái đấy ra để bào chữa cho những cái lỗi lầm và cho những cái vấn đề mà ông đang mắc phải. Thế cho nên là thực sự sau buổi họp báo hôm qua, mình thấy cái sự uất ức, cái sự ức chế, và đặc biệt là mình cảm thấy là huấn luyện viên Philippe Tuzier này không bao giờ từ chức đâu. Bởi vì ông ấy đến trận đấu ngày hôm qua, ông ấy vẫn còn đang nhìn thấy những điểm tích cực. Và điều đặc biệt là chúng ta có một cái thế trận không có một pha dứt điểm nào chính xác, có đúng hai pha dứt điểm là không trúng đích, mà ông ý vẫn đi nói rằng là chúng ta đã tạo ra được những cơ hội có bàn thắng. Em có thể lý giải giúp anh. Hôm qua anh cũng đi tìm, anh đánh hỏi rất nhiều những người đồng nghiệp, thậm chí cả những cầu thủ, thậm chí cả những huấn luyện viên, là em có thể lý giải giúp anh là ngày hôm qua đội tuyển Việt Nam thi đấu ở điểm nào mà em thấy sáng không? Đúng không? Em lý giải giúp anh xem những câu phát biểu đấy của huấn luyện viên Philippe Tuzier là như thế nào? Em có giải thích được không? Giờ thì thầy Tuzier nói như vậy thì còn nói được cái gì nữa? Bây giờ thì mình, bây giờ nếu mà bây giờ mà mình vặn lại thầy thì lại nhiều người sẽ bảo là mình không phải người trong cuộc, không có chuyên môn, không hiểu. Nhưng mà thực tế thì nếu câu nói dành trận đấu, ví dụ chúng ta đá qua vẫn thế trận qua đá như vậy ấy, ví dụ đối thủ chúng ta là Nhật Bản, Hàn Quốc hay Brazil, Anh, Mỹ ấy, chúng ta đá như vậy ấy, thì thực sự là ngàn lần hoan nghênh. Nhưng mà rất tiếc đây là một đội bóng mà nói thật là trong đội chúng ta ấy, hơn nửa cầu thủ chỉ cách đây 1-2 năm thôi, gọi chúng ta nếu mà dùng từ dân dã người ta hay gọi là như đá Yugoslavia, là chúng ta như kiểu đá như đá bố với con ấy, còn chuyên môn anh em mình dùng là dễ như cơm bữa, tức là với những hơn nửa cầu thủ hiện tại. Cái việc cách đây chỉ tầm 1-2-3 năm về trước ấy, gặp Indonesia, họ là những người đã khiến cho đội bóng này phải gieo sầu rồi. Tiến Linh là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong số các tuyển Việt Nam ghi được lưới Indonesia. Quang Hải cũng đã từng có một siêu phẩm vào lưới Indonesia tại vòng loại World Cup 2022. Văn Toàn, rồi những Hồ Tấn Tài đấy, hay Văn Thanh đều là những cái tên mà cũng đã khiến cho đội bóng này cũng phải kinh hồn bạt vía rồi. Tức là nói thật là chúng ta con người chúng ta vẫn còn thế, vẫn còn đó, nhưng bây giờ khi mà em nghĩ bản thân cầu thủ thôi, khi mà bây giờ họ ở trên sân, họ trên sân hoặc trên băng ghế dự bị phải thấy đội tuyển Việt Nam chúng ta chơi vất vả, chơi khốn đốn trước một cái đội bóng tưởng như kiểu Indonesia thì có lẽ bản thân họ cũng đau lắm, có lẽ rất nhiều cầu thủ cũng rất là đau buồn lắm, bởi vì rõ ràng thì có lẽ trong thâm tâm họ cũng nghĩ rằng là mình hoàn toàn có thể làm được mọi thứ dễ dàng hơn, nhưng có thể vì nhiều yếu tố mà bây giờ đấy mọi thứ bị kìm hãm, mọi thứ nó chỉ khó khăn. Bây giờ chúng ta gặp Indonesia mà cứ bây giờ đá với Indonesia hay là đá với Myanmar, Lào, Campuchia, mà em nghĩ rằng là nếu kết quả nó không tốt thì chắc Luis Suarez vẫn sẽ bảo là chúng tôi hài lòng tinh thần thôi. Em nghĩ hôm qua thì em kỳ vọng là, thực ra lúc đó khi sau báo em có buột miệng nói một câu là hy vọng là lần này thầy sẽ xin lỗi, nhưng mà rất tiếc là không có. Thực ra lúc đấy chỉ cần một cái xin lỗi, chúng ta vẫn giận đấy, nhưng mà có khi chỉ cần một cái là tôi xin lỗi, cúi đầu nhận lỗi thì thôi, thì nó sẽ thôi, thì chúng ta cũng giận 10 chúng ta xuống còn 5-6 thì thôi ta sẽ không bàn tới nữa, giận lúc đấy rồi hôm sau thôi thì coi như là thầy biết lỗi rồi, thì xem thầy làm lẫn nhà trong trận đấu tới. Chứ còn nếu như thầy vẫn không nói cái từ đấy mà thầy lại còn bảo nghĩ ra những điểm tích cực lạc quan trong một trận đấu tưởng chừng như chúng ta đang đá với đội tuyển Anh, tuyển Mỹ, Brazil như vậy ấy, thì thực sự là em nghĩ là ngay cả người làm chuyên môn thôi họ cũng sẽ khó mà chấp nhận. À, như vậy là Thái Ninh cũng không giải đáp được cái gọi là thắc mắc của tôi. Tôi không lý giải được câu đấy, không lý giải được. Ra như em nói rồi, mỗi luyện viên có một cái phong cách riêng, phong cách của Luis trả lời như thế rồi chúng ta cũng không tức là được. Đương nhiên là phong cách, nhưng mà ở đây đang muốn tìm cách để lý giải tại sao lại nói thế. Em hiểu với anh không? Tại sao ông lại nói thế trong một trận đấu thua như thế? Thực ra ấy, chúng ta hiểu được con người đấy. Chúng ta hiểu được cái kiểu ông Chu Luis, cho đến thời điểm này tôi nghĩ là ai hiểu được cái kiểu của ông bảo thủ,
bất chấp và không không nghe lời ai cả, thậm chí là chịu bố dìu dư luận, miễn sao là tôi cứ làm đã, thất bại tôi cũng chịu, thì đấy là cái việc dễ nhất. Cũng có thể này, ông nói như thế để cái kiểu nói vậy là cũng cũng có thể nghĩa là ông ấy giúp cho các cầu thủ không phải lăn tăn nhiều. Ừ. Tức là ông ấy vẫn muốn các cầu thủ tìm được cái điểm sáng hơn, tức là chúng ta thua rồi nhưng mà chúng ta vẫn có vẫn còn cái tốt thì chúng các cầu thủ sẽ không phải vướng bận nghĩ nhiều cả. Các thủ sẽ không để tâm quá nhiều về những cái lỗi vặt, lỗi trong trận đấu. Đấy, em nghĩ là một góc độ đó thì huấn luyện viên Jose muốn các cầu thủ quên đi cái trận đấu này. Nhưng mà lần nào tích vấn đề là 10 trận đấu, 9 trận thua thì trận nào tích cực thì chúng ta không thể thấy tích cực ở đây cả. Anh hỏi cho em một câu nữa. Theo em khi nào thì huấn luyện viên Philippe Tuzé sẽ từ chức? Nếu em như em đang hiểu, anh em mình bắt đầu đang hiểu huấn luyện viên Philippe Tuzé rồi. Theo em thì ông ấy có từ chức hay không? Và bao giờ thì ông ấy sẽ từ chức? Thực ra thì nếu về tính cách của huấn luyện viên Tuzé thì em nghĩ thì ông ấy sẽ không từ chức đâu. Giống Jürgen Klinsmann. Chắc là sẽ phải đợi phía trên bên trên liên đoàn mình hoặc là nhiều cái tác động vào. Sa thải. Nhưng mà biết nhưng mà thực ra thì sau trận tới đấu tới ấy, nếu mà Việt Nam không thắng ấy, thì cũng có thể thôi, cũng có thể phần nào đó huấn luyện viên sẽ nghĩ điều này. Còn tất nhiên mọi chuyện đang bình thường này thì huấn luyện viên sẽ không có gì từ chức cả. Nếu mà ông từ chức thì ngay sau trận đấu qua nhiều huấn luyện viên xong buổi báo ấy, sau buổi báo họ sẽ từ chức luôn rồi. Thực ra có những huấn luyện viên đã từng từ chức ngay trong phòng báo ấy, chứ không cần phải đợi đến ngày hôm sau cả, mà đến ngày như vậy. Bây giờ thì chúng ta khẳng định trước trận đấu tới thì gần như sẽ không có chuyện đó, và nếu trận đấu tới thắng thì càng không. Tức là bây giờ nó có nghịch lý là thua đi, chúng ta nói là trận đấu tới thua đi. Nhưng mà ở đây nghịch lý là nếu mà như thế thì cá nhân em thì em không thể mong là đội tuyển Việt Nam thua để sa thải huấn luyện viên được. Không ai mong. Đúng rồi. Chúng ta đang nói về chuyện nếu thua. Nếu thua không ai mong. Nếu thua thì em nghĩ là cũng có thể thôi, chứ em không tự làm 100% đâu. Bởi rồi. Vì... tức là em không tin là huấn luyện viên Philippe Tuzé sẽ từ chức đúng không? Không tin hoàn toàn. Không tin hoàn toàn. Rồi, ngày hôm nay thì sẽ là một chương trình đặc biệt, tôi không chỉ mời đến đây một người mà tôi mời đến đây hai người, và rất cảm ơn Thái Ninh. Bây giờ sẽ đến chia sẻ của một phóng viên khác, phóng viên trẻ khác, đó là vị trí của Hải Nam. Xin mời Thái Ninh. Và Hải Nam sẽ vào đây. Tôi đang rất muốn hỏi nhiều phóng viên để xem là quan điểm của các bạn ấy như thế nào. Hải Nam, bây giờ anh nghĩ rằng là một cái cảm giác của một người mới làm nghề, trước đấy là một người hâm mộ. Anh hỏi thật, đã bao giờ em xem bóng đá mà em thấy là khi thua trên sân chúng ta có đến 3 hậu vệ cánh, hai gọi là cầu thủ ở hàng tiền vệ là vị trí thu hồi bóng, và ở bên ngoài là một dàn sao và không tung thêm tiền đạo vào? Đúng ra là chúng ta chỉ có một tiền đạo cắm thuần túy, mãi đến phút thứ 80 thì Văn Toàn mới vào sân, là chúng ta có đúng hai tiền đạo, và ở ngoài chúng ta vẫn còn Quang Hải và vẫn có ba hậu vệ cánh. Đã bao giờ em xem bóng đá từ bé? Hải Nam sinh năm 2004. Em nói đi. Lời đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào đến các bạn khán giả của kênh Tết Trần Sâu. Em thực ra là em xem bóng đá cũng khá lâu rồi, và em chưa bao giờ thấy một huấn luyện viên nào sử dụng các cầu thủ dị như ông này. Từ các huấn luyện viên trên thế giới, cho dù người ta có thử nghiệm bao nhiêu cầu thủ đi chăng nữa, thì trong các trận đấu mang tính chất là quyết định như này thì người ta phải sử dụng, bắt buộc phải sử dụng các cầu thủ ở vị trí sở trường, chứ không ai lại đi cho một cầu thủ thường xuyên đá hậu vệ cánh hoặc là tiền vệ công, à là tiền vệ cánh như là Văn Thanh lại đi đá tiền đạo. Em không hiểu là Văn Thanh trong trận đấu ngày hôm qua cứ đứng tít lên trên, em không biết là mục đích ông ấy sử dụng Văn Thanh để làm cái gì nữa. Trong khi đấy, những Quang Hải hoàn toàn có thể thi đấu được ở những cái vị trí như thế. Quang Hải sáng tạo, Quang Hải có thể sút, Quang Hải có thể làm mọi việc ở cái vị trí như của Văn Thanh ngày hôm qua, mà không hiểu sao ông Tuzé lại dùng Văn Thanh. Thêm nữa là không hiểu tại sao ông Tuzé ông ấy lại thay Thành Long vào sân. Đồng ý là ông ấy muốn kiểm soát thế trận, đồng ý là ông ấy muốn có một người chia bài, nhưng mà trong cái tình huống như thế rồi thì đằng nào mà chẳng thua thì cứ ôn in đi, cứ thay hết tiền đạo vào cũng chẳng làm sao cả. Ông ấy muốn là thay từng vị trí, lắp ghép như anh Khánh Ninh nói là ông ấy đang chơi game. Em cũng không hiểu mục đích của ông Tuzé trong cái tình trạng như thế là như thế nào nữa. Các bạn thấy đấy, đây là một phóng viên trẻ và cũng đang rất là bức xúc. Thứ tiếp theo, anh cũng muốn hỏi Hải Nam là giống như Thái Ninh, khi mà em thấy một bức ảnh là huấn luyện viên Philippe Tuzé cười nói
với đối thủ ngay sau trận đấu, đồng ý là chúng ta thân thiện đi, nhưng mà không thấy có một cái gì đấy gọi là buồn bã, không thấy có một cái gì đấy. Có đúng một cái clip ở các đồng nghiệp chúng tôi đăng lên là ông ấy ném chai nước, là cái cảm giác mà chúng tôi quan sát được. Thế còn lại là về cơ bản là vẫn rất thân thiện với đối thủ. Điều này nhá, khác hoàn toàn so với vị huấn luyện viên tiền nhiệm là huấn luyện viên Park Hang-seo, đặc biệt với một ông đối thủ như Indonesia thì không bao giờ có chuyện như thế, không bao giờ có chuyện cười nói, không bao giờ có chuyện bắt tay, thậm chí là với một phong cách fighting không thèm bắt tay. Quan điểm của em như thế nào, suy nghĩ của em như nào khi em nhìn được bức ảnh, những bức ảnh như thế? Theo em thì mình với cả Indonesia là hai đối thủ không đội trời chung trong Đông Nam Á rồi, không có một cái lý do gì mà sau một trận thua, em xin lỗi nhưng mà đây là một trận thua tủi hổ, nhục nhã và không còn từ gì để diễn tả, mà ông Chu Dê ông ấy có thể bàng quang, ông ấy có thể bình thường. Em không thể ngờ là một huấn luyện viên năm nay đã 70 tuổi rồi mà lại có một cái suy nghĩ, có một cái hành động như thế. Thực sự là quá thất vọng. Em hôm nay em lên em xem trên fanpage của mình có một cái hình ảnh so sánh huấn luyện viên Chu Dê cười nói bắt tay với cả các cầu thủ của đội bạn, cười nói bắt tay với cả huấn luyện viên Shin Tae-jung, và hình ảnh ông Park Hang-seo, ông ấy buồn bã, ông ấy cúi đầu khi mà đội tuyển Việt Nam nhận thất bại. Em không hiểu là ông Chu Dê ông ấy có thù hằn gì với bóng đá Việt Nam hay không mà ông ấy lại có một cái hành động như thế, đồng kiểu, ý. Có nhiều người ta trêu là như kiểu đây là một cái kết quả như ông Chu Dê mong muốn vậy. Chắc là ông Chu Dê là gián điệp. Thực sự chuyên môn kém đã đành, bây giờ thấy đạo đức, thấy một cái thứ mà cách cư xử như thế, em cũng không hiểu được là huấn luyện viên Chu Dê ông ấy đang nghĩ cái gì và ông ấy đang làm cái gì. Đạo đức thì hơi quá, vấn đề đạo đức thì chúng ta không bàn đây. Nhưng mà cái cách mà chúng ta nhìn thấy là huấn luyện viên Philippe Chu Dê tỏ ra tương đối bình thản với một trận thua như này. Thậm chí đấy, như phòng họp báo thì ông ấy vẫn nói một cách rất bình thản là ông ấy nhìn thấy điểm tích cực, rồi ông ấy cảm thấy là vẫn có những cơ hội tạo ra bàn thắng sau khi nghe được những cái phát biểu của huấn luyện viên Philippe Chu Dê trong họp báo. Cá nhân em cảm thấy những phát biểu đấy như nào? Bây giờ em chỉ nghĩ là cảm giác như là Indonesia đang là một ông lớn ấy, một ông lớn mà không thể đánh bại, không thể làm gì, không thể làm được gì. Một trận đấu mà đội tuyển Việt Nam không đưa được bóng quá 1/3 cuối sân, không thể tịch tiền bóng lên trên được. Em không hiểu cái triết lý của ông Chu Dê đang là cái gì. Ông ấy kiểm soát bóng nhưng mà ông ấy kiểm soát bóng ở 1/3 sân nhà, và sau đó khi mà không thể chuyền bóng lên được đến giữa sân thì ông ấy lại phất. Không hiểu là cái triết lý của ông ấy là gì. Đồng ý là 10-15 phút đầu chúng ta nhập cuộc tốt, chúng ta có những tình huống man bật, chúng ta có những tình huống phối hợp, nhưng mà nó cũng chỉ ra biên xong rồi tạt cánh đánh đầu, mà trung vệ của Ino toàn là những cầu thủ nhập kịch. Em thực sự là em không hiểu, em rất bức xúc về ông Chu Dê. Đây không phải là lần đầu tiên mà Việt Nam đá theo cái lối chơi như thế này. Thời ông Miura cũng đã từng chơi theo kiểu ném bóng bên trên. Thực ra là chúng ta cứ chê bai so sánh huấn luyện viên Park Hang-seo là không có bài vở, nhưng mà khi đá với những đối thủ ở Đông Nam Á như này thì huấn luyện viên Park Hang-seo ông ấy có thể đè ngửa đối thủ ra mà chơi. Ông ấy hoàn toàn có thể chơi cửa trên với những đội bóng Đông Nam Á này. Còn ông Chu Dê, ông ấy kiểm soát nhưng mà thấy vô hồn, thấy các cầu thủ cứ như là bị kìm nén. Hôm qua Hoàng Đức, em xem Hoàng Đức em rất là thương, tại vì Hoàng Đức cầm bóng, Hoàng Đức chơi như thế không hoạt động, không có vệ tinh, không có ai để truyền cả, trông Hoàng Đức bất lực luôn. Và bây giờ cảm giác như là thắng Indonesia là điều không thể, như Indonesia như là một ông lớn vậy. Em có nghe anh Chí Công ngày hôm qua anh bảo làm sao để thắng Indonesia ở Mỹ Đình trận đầu tới như là một điều thần kỳ vậy. Rồi vậy anh thì anh đang quan điểm là cần phải sa thải, em có nghĩ như anh không? Em nghĩ là ông đi ngày nào thì ông đi sớm ngày nào thì bóng đá Việt Nam có lợi ngày đấy. Thực ra là chúng ta, em là một người cho đến trước trận đấu này là một người vẫn bảo lưu quan điểm là muốn huấn luyện viên Chu Dê ở lại, muốn huấn luyện viên Chu Dê cần có thêm thời gian để các học trò tiếp thu triết lý của mình. Em đồng ý là tầm nhìn, là chiến lược của huấn luyện viên Chu Dê với bóng đá Việt Nam là rất tốt, nhưng mà thực sự bây giờ là không phù hợp. Em muốn là huấn luyện viên Chu Dê sa thải ngay lập tức. Ngay lập tức, rồi. Có lẽ là cái sự bức xúc của tôi cũng giống như sự bức xúc của nhiều người. Đương nhiên là đấy là về mặt lý thuyết thôi, chứ còn thực tế thì chúng ta vẫn còn một trận đấu lượt về. Và đương nhiên thời điểm này thì chắc chắn huấn luyện viên Philippe Chu Dê sẽ không từ chức rồi.
và chúng ta sẽ còn chờ đợi trận đấu lượt về nữa. Vậy với một phóng viên trẻ, em kỳ vọng gì ở trận đấu lượt về? Tất nhiên là... Và em có tin rằng chúng ta có một trận thắng hay không? Tất nhiên là em muốn là Việt Nam thắng rồi. Mình là người Việt Nam mà mình phải yêu nước. Điều mà Việt Nam thắng thì là điều ai cũng mong muốn. Nhưng mà em nghĩ nếu mà thắng thì cũng chỉ là một trận thắng tai nạn thôi. Tức là họa may thì mới thắng. Họa may thì mới thắng thôi chứ. Chứ cái lối đá, cái cách chơi này và tức cách em... cách là... sử dụng cách mà huấn luyện viên Chu Dê sử dụng nhân sự ấy, em nghĩ là không có cửa thắng Indo đâu. Rồi. À, như vậy là tôi cũng giống quan điểm của Nam, Nam giống quan điểm của tôi. À, Thái Ninh thì hơi khác một chút. Thế thì đó là những quan điểm của mỗi người. Chúng ta sẽ không vì quan điểm mà chúng ta tranh luận hay cãi nhau, nhưng chúng ta tôn trọng quan điểm của nhau. Các bạn cũng thể để lại những dòng comment. Ngày hôm nay thì là một ngày mà tôi cũng chia sẻ với các bạn một chút những cái quan điểm như thế. Một cái buổi test trần show mà thực sự phải nói các bạn là chia sẻ rất nhiều những cái cảm xúc thì nhiều hơn, và là về mặt thông tin. Buổi chiều ngày cùng ngày 22 tháng 3 này thì đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ về nước ở chuyến bay vào buổi chiều tối. Và chắc chắn là đội sẽ phải nghỉ ngơi trước khi mà tập luyện. Và chắc chắn là đội tuyển Indonesia cũng sẽ di chuyển sang Việt Nam. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở trong những cái video tiếp theo tại hiện trường. Chắc chắn là chúng tôi sẽ vẫn ra tác nghiệp một cách bình thường. Dù ghép như thế nào đi chăng nữa, huấn luyện viên Philippe Chu Dê dù không thích, nhưng mà chúng tôi vẫn phải làm công việc của mình. Và đương nhiên, nếu như huấn luyện viên Philippe Chu Dê giúp cho đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Indonesia tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, thì tôi cũng không biết là cái quan điểm này nó có bị lung lay hay không. Nhưng mà phải nói thật với các bạn, đây là một trận thua mà phải nhìn rõ cái điểm yếu của huấn luyện viên Philippe Chu Dê rất nhiều. Và thực sự phải nói các bạn là rất thương các cầu thủ, rất thương các cầu thủ. Và bởi vì trong tay của đội tuyển Việt Nam vẫn còn đó rất nhiều những cầu thủ kinh nghiệm, năng lực có, thậm chí là đẳng cấp vẫn còn luôn. Nhưng rất nhiều lý do mà những người đó không giúp cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta giành chiến thắng. Những người mà buồn nhất lúc này không phải là người hâm mộ đâu các bạn ạ, phải là những cầu thủ họ đang buồn nhất. Quang Hải lúc này cũng đang là những người buồn nhất. Ngày hôm qua người đại diện của Quang Hải cũng đã lên tiếng. Và chắc chắn là họ sẽ chia sẻ với nhau những câu chuyện mà chúng ta không biết được về thực sự về quan điểm, về suy nghĩ. Và tôi cũng hy vọng rằng là hãy cố gắng để giữ kìm nén nó và bung hết sức cố gắng trong trận đấu lượt về. Và sau trận đấu lượt về, nếu như chúng ta giành chiến thắng thì đẹp nhất là kịch bản là chúng ta giành chiến thắng xong, huấn luyện viên Philippe Chu Dê nói lời tạm biệt trong tư thế ngẩng cao đầu. Vẫn là một điều đấy, vẫn là một điều mà chúng tôi mong muốn, là thắng hay thua thì ông cũng nên nói lời tạm biệt, bởi vì ông không phù hợp. Đấy là quan điểm của cá nhân chúng tôi. Và ở test trận show này thì mỗi khách mời có những quan điểm khác nhau. Rất cảm ơn Nam cũng như Thái Ninh hôm nay đã tham gia chương trình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đây cũng là thời điểm mà chúng ta nói lời tạm biệt. Đừng quên bấm like, subscribe và bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi chúng tôi ra những chương trình mới trên test trận show. Xin được kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình tiếp theo.